ATM gạo này được lực lượng công an xã vận động mạnh thường quân ở thị trấn Tân Hưng, tỉnh Long An hỗ trợ và đưa vào hoạt động ngay thời điểm mà dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. Đời sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn do bị mất việc làm, không có thu nhập hoặc là thu nhập giảm sút. Do đó, cây ATM gạo này đã đi vào hoạt động, tạo được hiệu ứng tốt để người dân địa phương đồng tình ủng hộ. Theo thống kê, từ khi cây ATM gạo đi vào hoạt động đến nay, đã vận động các mạnh thường quân ủng hộ được 2.650 kg gạo. Những hạt gạo ấm áp nghĩa tình này đã kịp thời được chuyển đến tận tay các hộ nghèo, góp phần lan tỏa sự yêu thương và tinh thần chia sẻ với cộng đồng. Mỗi ngày, có nhiều hộ nghèo đến cây ATM gạo đặt trước sảnh trụ sở Ủy ban Nhân dân để lấy gạo. Bà con đến đây đều xếp hàng trật tự, thực hiện tốt các việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19. Cũng như là gia đình nghèo, thì bán vé số hàng bữa hàng ngày để tự nuôi sống. Con thì của gì thì có, nhưng mà nó nghèo quá đi. Thì bây giờ có cái gạo này nè, thì khỏi sợ đói. Chỉ khi nào hết gạo thì lại tới đây lấy. Rất mong các anh ban duy trì được cái thời gian lâu dài để giúp đỡ dân ở đây. Thì khoảng giữa năm 2020 thì xã có đưa cái cây ATM gạo vào hoạt động. Nói chung thì trong thời gian qua thì có cái cây ATM này từ nguồn gạo mình vận động các mạnh thường quân đó, thì cũng tạo điều kiện giúp cho bà con khó khăn nghèo ở tại địa phương có được cái nguồn lương thực để ổn định cuộc sống trong cái thời gian đó đến nay. Trong thời gian tới thì về phía địa phương tiếp tục vận động các cái nhà mạnh thường quân để có được cái nguồn gạo tiếp tục hỗ trợ cho bà con nghèo trên địa bàn, nhất là trong cái tình hình mà diễn biến dịch bệnh Covid-19 thì có được cái nguồn gạo thế này thì cũng giải quyết phần khó khăn cho bà con nghèo ở trên địa bàn xã. Mong rằng trong thời gian tới sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm tiếp tục chung tay ủng hộ để cây ATM tiếp tục là điểm tựa vững chắc cho các hộ nghèo khó khăn trong những lúc khó khăn hoạn nạn, nhất là do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.